Quý vị và các bạn thân mến, Trần Văn Hương là một chính khách Việt Nam Cộng Hòa, từng là thủ tướng từ năm 1964 đến năm 1965 và năm 1968, năm 1969, phó tổng thống rồi tổng thống trong thời gian ngắn ngủi 7 ngày, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 4 năm 1975 Việt Nam Cộng Hòa. Video này chúng ta cùng tìm hiểu về số phận hai người con trai của cụ Trần Văn Hương, một người theo cha phục vụ trong hàng ngũ chính quyền Sài Gòn, một người theo cách mạng tham gia trận đánh Điện Biên Phủ lừng lẫy. Ba cha con sau ngày giải phóng đã gặp lại nhau thế nào? Số phận của họ ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi trong video ngay sau đây. Trần Văn Hương sinh năm 1902 tại làng Long Châu, quận Châu Thành, nay là thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long trong một gia đình nghèo. Nhờ học giỏi và được sự hy sinh của gia đình, Trần Văn Hương được ra Hà Nội học trường cao đẳng sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, Trần Văn Hương được bổ về dạy tại trường Collège Le Mire de Villers tại Mỹ Tho, cũng là ngôi trường cũ mà ông đã theo học mấy năm trước. Thời gian từ năm 1943 đến năm 1945, ông Hương là giáo sư dạy môn văn chương và luận lý tại trường này. Ông là một thầy giáo đã từng đào tạo nhiều học trò nổi tiếng như tướng Dương Văn Minh, tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, cũng tự nhận là một học trò của ông và từng giữ chức vụ đốc học Tây Ninh. Cách mạng tháng 8 năm 1945 nổ ra, ông tham gia chính quyền Việt Minh với tư cách là nhân sĩ tự do. Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông được cử giữ chức chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên năm 1946, do ông biết lực lượng Việt Minh là cộng sản quy chụp cho nhiều trí thức là Việt gian rồi đem thủ tiêu nên ông bỏ về quê sống ẩn dật và tuyên bố bất hợp tác với cả chính quyền Việt Minh lẫn Pháp và Cộng hòa tự trị Nam Kỳ, sau này là quốc gia Việt Nam. Sau đó, ông vào Sài Gòn mở hiệu thuốc cho đến năm 1954. Trong thời gian đó, ông lập đảng Phục Hưng, nhóm họp một số nhân vật chính trị như Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch Trần Văn Văn. Sau Hiệp định Geneva năm 1955, ông ra làm đô trưởng Sài Gòn trong chính quyền của Thủ tướng Ngô Đình Diệm một thời gian ngắn. Sau đó, ông từ chức để phản đối chính sách độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm, thời đệ nhất Cộng Hòa. Năm 1960, ông cùng 17 nhân sĩ thành lập nhóm Tự do Tiến bộ, tổ chức họp báo tại khách sạn Caravan, thường được gọi là nhóm Caravan, chính thức xác nhận địa vị đối lập với chính quyền. Khi cuộc đảo chính của Đại tá Nguyễn Chánh Thi đứng đầu nổ ra, nhóm đã tuyên bố ủng hộ, vì thế ông cùng 17 nhân sĩ nhóm Caravan bị chính quyền bắt giam. Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, năm 1964, ông lại được cử giữ chức đô trưởng Sài Gòn lần thứ hai. Không lâu sau, ngày 4 tháng 11 năm 1964, ông lại được quốc trưởng Phan Khắc Xỉu mời giữ ghế thủ tướng và lập nội các. Năm 1971, ông cùng Nguyễn Văn Thiệu liên danh ứng cử và đắc cử chức vụ Phó Tổng thống, nhiệm kỳ từ năm 1971 đến năm 1975. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức và trao quyền lại cho Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Ông cũng chỉ nắm chức vụ trong vòng 7 ngày. Ngày 28 tháng 4, ông đã trao quyền lãnh đạo cho tướng Dương Văn Minh để tìm cách điều đình với lực lượng chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đang tiến vào sát thủ đô Sài Gòn. Ông được xem là vị tổng thống dân cử cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, ông chọn ở lại quê hương, tiếp tục sống ở căn nhà 216, nay đổi tên thành đường Điện Biên Phủ. Ông mất vào ngày 27 tháng 1 năm 1982, nhằm ngày mùng 3 Tết Nhâm Tuất, hưởng thọ 80 tuổi. Theo sự trình bày của ông Trần Văn Đính, ông bà Trần Văn Hương chỉ có hai người con trai. Người con lớn là Trần Văn Dõi, sinh năm 1924. Nhiều người như các ông Hứa Hoành, Huỳnh Văn Lang đã ghi nhầm là Trần Văn Giỏi vì cụ Hương đã có một người em ruột tên là Giỏi và nhiều bài khảo cứu dựa theo tài liệu của Mỹ lại không bỏ dấu và chỉ ghi là Giỏi. Khi phong trào kháng chiến nổi lên, đang theo học tại trường thì ông Giỏi bỏ học theo Việt Minh. Khi phái đoàn Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Pháp dự hội nghị Fontainebleau trở về với Vũng Tàu, ông Giỏi theo ra Bắc. Năm 1948, ông được gửi theo học trường lục quân Trần Quốc Tuấn và đổi tên là Lưu Vĩnh Châu, lấy họ mẹ. Sau này tham gia trận Điện Biên Phủ với cấp bậc đại úy công binh là đảng viên Cộng sản. Theo chính lời kể của ông Dõi sau này với báo chí, thì câu chuyện của cha con ông Trần Văn Hương được kể lại như sau. Năm 1954, niềm vui chiến thắng thì có, nhưng niềm vui đoàn tụ với Châu chưa thành. Không có tổng tuyển cử cũng như ngày Bắc Nam đoàn tụ. Lưu Vĩnh Châu đi dò hỏi hàng tháng trời qua bà con ra tập kết tin tức người thân quê nhà nhưng vẫn bặt vô âm tín.
hình ảnh người cha gầy gò, rong ròng, ngày nắm vội bàn tay cậu con trai như in hẳn trong tâm trí. Xứ Bắc ba lâu rồi chưa ghé lại ở ngoài. Ba có nhiều bạn bè hồi cùng học trường cao đẳng sư phạm Hà Nội như Nguyễn Khánh Toàn, Hoàng Minh Giám, Phạm Huy Thông. Mà thôi, ra đó dáng làm mau mau nhiệm vụ rồi về. Thoáng chút đau đớn, bâng khuâng, tưởng ngày đó ra Bắc lãnh vũ khí mấy tháng thì về, ai dè hơn chục năm lận. Có chút nguôi ngoài nỗi đêm Nam ngày Bắc là đơn vị của Lưu Vĩnh Châu một lần về Đồ Sơn an dưỡng. Lưu Vĩnh Châu đã gặp được một người con gái quê mẹ ở Mỏ Cầy, công tác ở bên y tế Hải Phòng. Họ nên duyên vợ chồng. Năm 1961, Đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam Lưu Vĩnh Châu chuyển ngành đi học Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp loại ưu, ông Châu được điều về công tác ở Ban Công nghiệp Trung ương. Một ngày nọ, một người bạn thân cùng quê tập kết đang công tác ở Hà Nội bất ngờ cho anh hay cái tin là người cha của anh hiện còn sống. Chưa kịp mừng, Châu suýt té ngửa sững sờ bởi người bạn cho biết thêm. Trong đó cha anh vừa mới được chọn làm một chức lớn, Phó Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn. Người bạn ấy còn lén bố trí cho anh nghe đài BBC, cả đài Sài Gòn nữa. Quân đội, tổ chức nhà trường Đại học Bách khoa và tổ chức nơi anh công tác chỉ biết Lưu Vĩnh Châu là con trai Trần Văn Hương, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Đã hơn 20 năm, cha con và gia đình anh bặt vô âm tín. Mang tâm trạng hoang mang rối bời ấy, theo gợi ý của người bạn, anh lên gặp ông Ung Văn Khiêm là chỗ quen của hai anh em, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ông Bộ trưởng niềm nở tiếp hai anh em rồi thở vào khi được biết chỉ mỗi người bạn của Lưu Vĩnh Châu biết được chuyện Châu là con trai ruột của Phó Tổng thống Trần Văn Hương lúc bấy giờ. Rồi ông dặn thêm tuyệt đối không nói cho ai biết mình là con trai ông Trần Văn Hương, hiện là Phó Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn. Ông sẽ có trách nhiệm làm việc với tổ chức, có yên tâm hơn nhưng Lưu Vĩnh Châu vẫn canh cánh chuyện này. Lưu Vĩnh Châu biết tính ba khẳng khái tới mức cực đoan. Rồi một hôm, Lưu Vĩnh Châu lại được ông Ung Văn Khiêm kêu tới. Việc của anh là viết một bức thư cho ông già như ông Khiêm gợi ý, không nói chi cả, chỉ báo tin cho ông hay là Châu có công ăn việc làm tử tế ngoài Bắc, hiện là kỹ sư cơ khí, có một mái ấm gia đình với vợ và hai con. Lá thư được gửi đi, một thời gian sau, ông Khiêm lại gọi anh tới, gợi ý rằng có thể Châu sẽ phải vô Nam làm một nhiệm vụ đặc biệt. Còn nhiệm vụ gì, thời gian nào, tổ chức sẽ tính tiếp và giao cụ thể. Châu phải giữ bí mật việc này, không được nói với ai, kể cả tổ chức cơ quan hay vợ con. Lá thư không có hồi âm, cũng như nhiệm vụ đặc biệt đã không đến với kỹ sư Lưu Vĩnh Châu. 5 năm qua đi, rồi tới ngày toàn thắng 30 tháng 4, kỹ sư Lưu Vĩnh Châu cứ yên ổn làm việc. Trước là tại Ban Công nghiệp Trung ương, sau là một thời gian dài biệt phái xuống nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, chuyên lo chế tạo động cơ nổ 12 mã lực, cùng việc cải tiến bơm cao áp con heo dầu là đề tài khoa học mà Lưu Vĩnh Châu say mê và đã bỏ ra rất nhiều thời gian lẫn công sức. 3 năm sau mùa xuân năm 1975, tại căn nhà số 216A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh, đêm đã khuya lắm tại phòng khách. Câu chuyện giữa hai người một già một trẻ của hai cha con đã diễn ra tới sáng. Mãi khi đó kỹ sư Lưu Vĩnh Châu mới tưởng được một số việc mà trước đây ông đã nhiều lúc hoài nghi, dằn vặt và đau đáu. Thời gian làm chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Tây Ninh, thấy bộ đội du kích đằng mình bắt nhầm mấy ông trí thức rồi quy là Việt gian. Có người còn bị họ đem bắn, bà ớn quá, bà mặc cảm, hoang mang. Sau năm 1946, bà bỏ về quê và tuyên bố hẳn hoi, Trần Văn Hương này không làm bất cứ việc gì liên quan đến chuyện theo Tây phản lại dân tộc. Bà về Sài Gòn mở một kho thuốc, nhưng đâu có yên, Tránh Tham Biện gặp bà, Bảo Đại gặp bà, rồi sau này có cả người của Diệm nữa. Tất thảy đều 13 ra làm việc nhưng ba đã thề rồi. Chính quyền Diệm bắt ba giam 3 tháng, con hỏi sao ba lại nhận chức phó tổng thống. Chuyện thì dài nhưng ba có cái ý của ba. Mỹ đưa quân vô dữ lắm, Mỹ thì có khác chi Tây. Học trò của ba nhiều người làm cấp này chức khác, tới khóc, nói là đám quân sự Thiệu Kỳ nắm hết quyền hành, hoành hành tham nhũng dữ quá, khổ dân. Thầy là người có tài có đức, dù sao lúc này tiếng nói của thầy có trọng lượng, thầy nên đứng ra lãnh một việc chi đặng giúp gì đó cho dân tộc. Bà đã lầm cũng như sau này lại lầm. Mình không có đảng riêng, có quân đội, có tài chính riêng. Ngoại bang kiểm soát hết thì mần được cái chi. À, còn cái thơ của con, ba có nhận được. Nghe nói hồi đó do chính ông Phạm Ngọc Thạnh đem vô Nam. Nhưng lúc đó ba cứ bán tín bán nghi, bởi nghe nói hồi ra Bắc con chết lâu rồi. Thằng ba em con nói, thôi cứ đốt tiêu đi, nhỡ có bề gì lại liên lụy.
Căn biệt thự sang trọng của ông cựu Tổng thống Trần Văn Hương sau ngày giải phóng, cách mạng không đụng tới. Hàng ngày từ nhà riêng ông dùng xe đạp tự tới Dinh Độc Lập là địa điểm học tập cải tạo do ông Cao Đăng Chiến giảng bài. Cuối khóa các quan chức tướng tá ngụy quyền Sài Gòn tham gia học tập đều phải viết bài thu hoạch. Ông Chiếm nói ông Trần Văn Hương có tuổi, mắt lại kém nên miễn cho việc viết, nhưng ông Hương cứ tình nguyện viết thu hoạch nghiêm cẩn. Sau cuộc hội ngộ lần đó, vợ chồng kỹ sư Lưu Vĩnh Châu chuyển vô thành phố công tác. Thi thoảng vợ chồng ông có ghé qua thăm ông già. Mẹ ông mất trước ngày giải phóng, nhằm vào ngày 30 tháng 12 năm 1974. Ông Hương ở với người con gái. Người con trai út, em ruột ông Châu đã ra nước ngoài. Người con thứ nhì của cụ Trần Văn Hương là ông Trần Văn Đính, sinh năm 1925, chính là người sống với cụ Trần Văn Hương, làm phụ tá đặc biệt cho cụ từ năm 1965 cho đến trước ngày bàn giao chức vụ Tổng thống cho ông Dương Văn Minh vào ngày 28 tháng 4 năm 1975. Thời đệ nhất Cộng Hòa năm 1955, trước khi cụ Trần Văn Hương theo lời mời của Ngô Đình Diệm ra làm đô trưởng Sài Gòn Chợ Lớn, thì ông Trần Văn Đính đã tự túc xuất ngoại sang Anh Quốc. Ông đã học và làm việc tại London 3 năm, Paris 2 năm và Tây Đức 5 năm. Cuối năm 1964, khi cụ Trần Văn Hương lên làm thủ tướng lần thứ nhất, ông đã được gọi về như một người thân tín, sống gần gũi, giúp thân phụ làm phụ tá đặc biệt. Ông lập gia đình tại Sài Gòn với một người mà ông đã từng gặp tại Paris 6 năm về trước. Ông bà có hai người con. Con trai là Trần Bảo Danh, hiện sống tại Oregon và gái là Trần Thủy Vân. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, sau khi ông Nguyễn Văn Thiệu bàn giao chức vụ Tổng thống lại cho cụ Trần Văn Hương, trước tình hình căng thẳng tại Sài Gòn, ông Trần Văn Đính muốn thu xếp cho vợ con rời Việt Nam và ở lại bên cạnh cha. Nhưng cuối cùng cụ Hương không đồng ý, đã hối thúc con trai rời Việt Nam cùng với gia đình. Năm 2005, ông Trần Văn Đính có về Việt Nam và có gặp anh là Trần Văn Dõi. Nhưng ông cho biết hai anh em xa nhau đã lâu ngày, lại khác chí hướng, không mấy hứng thú để trò chuyện. Hiện nay, ông bà Trần Văn Đính đều đã già, đang sống cô đơn trong một khu mobile home thuộc thành phố Huntington Beach vì con trai ở xa và cô con gái đã mất vào năm 1997 vì chứng ung thư máu. Trong tiểu sử của cựu Tổng thống Trần Văn Hương, không ai nghe nói đến cụ bà đệ nhất phu nhân cũng như trong suốt thời gian cụ Hương làm việc trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Không ai biết đến bà Trần Văn Hương làm gì, ở đâu. Ông Trần Văn Đính cho biết hai ông bà sống riêng đã nhiều năm một cách tự nhiên vì không hợp tính và phần cựu Tổng thống Trần Văn Hương không muốn có đàn bà xen vào việc nước. Chỉ trong thời gian cuối cùng ốm đau, bà Trần Văn Hương mới dọn về ở đường Công Lý và mất vào đầu năm 1975. Không phải đến tận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc mới được đặt ra. Trong bài thơ Việt Nam, Máu và Hoa viết năm 1973, nhà thơ Tố Hữu viết có đoạn phần nào nói lên khát vọng hòa hợp dân tộc. Ta lại về ta, những đứa con, máu hòa trong máu đỏ như son, Sài Gòn ơi, Huế ơi, xin đợi, tái hợp huy hoàng cả nước non. Trước đó, năm 1972, khi về thăm Vĩnh Linh, Quảng Trị, trong bữa cơm với đồng bào, đồng chí Lê Duẩn đã đặt câu hỏi, sau khi thống nhất đất nước, việc gì là lớn nhất? Mỗi người trong bữa cơm trả lời một ý, nhưng đồng chí Lê Duẩn nói rằng, vấn đề lớn nhất sau chiến tranh cần phải làm là hòa hợp dân tộc. Như vậy, có thể thấy, hòa hợp dân tộc đã được người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhận thức, trăn trở từ trước ngày toàn thắng.